phanh dầu bằng tay rất phù hợp đối với những người tay chân yếu. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ dàn sau cho xe ba bánh dành cho những người già, người chân yếu hoặc là các bạn thích làm một cái xe máy thành xe ba bánh thì đây chính là một cái lựa chọn dành cho các bạn. Đây là một bộ cầu rộng 75cm, sử dụng phanh đĩa dầu và trang bị cái bánh là bánh 400-10 các bạn nhé. Bánh này rất là đẹp này, 400-10 luôn. Bánh có đường kính là 46cm và có bản rộng là 10cm nốp vuông. Đây cái chắn bùn đây các bạn. Đấy, đây là cái bản nốp vuông. Rất là đẹp nhé. Phanh đĩa dầu và sử dụng thắng tay luôn này. Đây thì mình cái bộ thắng tay này là thắng bên phải này. Và nó có cái khóa đây. Khi các bạn dừng xe thì nó sẽ khóa lại, chống trôi. Thì các cái xe máy thì thường thường có cái phanh dầu bên trái rồi, thì cái bộ này sẽ sử dụng phanh dầu ở bên tay phải. Phanh này có cái đĩa. Đĩa này là đĩa thép chống rỉ các bạn nhé. Đĩa rất là chuẩn luôn, hàng rất là chuẩn đấy. Đĩa thép này là thép chống rỉ này. Nó không rỉ đâu các bạn ạ. Đấy, hàng chất lượng, không bao giờ rỉ. Đây là cái bộ cầu đấy, rất là đẹp. Cái bộ gấp sau này thì vừa với các loại xe máy luôn. Bộ trục các đăng này thì mình có làm sẵn ống cho các bạn rồi đây này. Ống bên mình là tiện ống sẵn cho nên là các bạn hàn thì nó sẽ không bị rung lắc. Khi các bạn làm xe thì cái bộ trục các đăng này nếu như các bạn hàn ống này nó không đồng tâm ấy, thì khi các bạn chạy là nó sẽ bị rung. Thì đây mình có tiện sẵn rồi, mình chỉ hàn đính cái này cho các bạn thôi. Về nhà thì cái chiều dài chiều ngắn ấy, thì các bạn có thể cắt cái mối đính này ra, các bạn cắt cái ống này ngắn lại và ấn cái đầu trượt này vào trong là các bạn có thể hàn lại như cũ được. Đấy, ở đây thì có trang bị cho các bạn thêm hai cái gối cầu này để các bạn bắt giảm sóc này. Tùy vị trí thì các bạn đặt xe máy của mình, sau đó là đặt cái gối này lên trên cái cầu. Ví dụ đây, các bạn đặt cái gối này lên đây, tại điểm nào thì các bạn hàn tại điểm đấy để làm giảm sóc. Thế còn đây thì nó là cái bộ số tiến lùi bình thường thôi, thì các bạn lắp lên xe máy. Đây, lắp lên xe máy. Thì đây là cái lỗ cốt 17. Các bạn xe của các bạn nếu là xe khác thì có thể lắp lỗ cốt 19, nó to hơn. Thì cái đấy là do các bạn đặt hàng. Khi đặt hàng thì các bạn lêu yêu cầu ra thì bên mình sẽ gửi loại lỗ 17, lỗ 19. Một cái nữa là cái bộ số lùi này thì đối với cái, những cái người yếu chân ấy, thì bên mình sẽ đưa thêm một cái cần để sang số bằng tay nhé. Đấy, các bạn có thể mua thêm một cái cần nữa bên tay trái và bên tay phải, mua hai cái cần để sang số tiến lùi và sang số 123 thì các bạn có thể dùng cái cần đấy được. Giá của cái cần đấy là 95.000 một cái. Ở trong video này mình quên không cầm vào đây cho nên là chưa có. Mọi chi tiết đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết.
Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh video và bật chuông thông báo lên để nhận được những cái video mới ra. Bộ này thì cũng khá là rẻ thôi. Cái giá thành thì mình để xuống dưới phần mô tả sản phẩm thì các bạn có thể xem ở đó. Và giá thì chắc chắn là sẽ rẻ hơn tất cả các cái loại mà các bạn đã từng biết. Và bộ này thì vừa đẹp mà lại rẻ nữa. Phanh dầu bằng tay rất phù hợp đối với những người tay chân yếu. Kể cả đối với những người khỏe mạnh thì sử dụng phanh tay nó vẫn dễ hơn phanh chân rất nhiều. Phanh dầu thì rất là ăn. Lốp thì bản rộng, đi xe rất là chắc chắn và bám đường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.